cháo nhà với Miss Shantry and Khánh Văn Trần. Shane đi làm cho gia đình làm cho Red Talk, cho nên hiện tại là vẫn chưa về. Nguyên vô được tới nhà, Nguyên ngồi ở trong phòng khách luôn. Nãy giờ Nguyên đang ngồi nói chuyện với ba Shane. Hôm nay là chủ nhật, trên có mấy đứa cháu ở trên phòng đi chơi. Đi về rồi. Chứ mình làm với tim nổi không? Thì dân nghiệp xem tới nhà mới thì hôm nay tụi mình tới cháo vậy. Mình sẽ spot nghe mọi người. Em mà nghĩ vô qua mi dễ lắm. Nghĩ chăm chó thôi. Vậy hả? Vậy cái đó mới là khó đó. Đúng không? Ok, mình sẽ đi chìa khóa mình nha. Mình sẽ gặp vô sáng ngày mai nha. Xin chào. Sáng giờ sẽ đi làm dữ lắm. Tới tóc bớt này nọ. Tí vô qua nhà mi với bà đầu nha bé. Quá tắm nha. Bye. Chị mai về nha. Ý sáng mai chứ. Ờ chưa. Có người về đó hả? Bye bye baby. Đừng phá nhà mình nha bé. Nhớ dọn nha. Hiện tại là 12:49 rồi. Nguyên chưa ăn gì hết. Cho Nguyên sẽ order một cái gì đó. Nguyên ăn. Thì Nguyên order canh bún với lại chả bí đao hạt chia. Nói xỉu. Cảm ơn. Xíu house tour trong thang máy nha mọi người. Thì tầng dưới là phòng khách và phòng ăn. Tầng này là thư phòng của ba Sen, là cái phòng để làm việc. Cái phòng này là phòng của ba mẹ Sen. Cái tầng này và đây là tầng của Sen. Một mình Sen một tầng luôn. Ok. Wow, dọn gọn gàng quá nè. Vẫn biết ở làm sao luôn. Ok. Vừa ngủ dậy chưa dọn. Wow. Trời, không biết bắt đầu giới thiệu house tour từ đâu luôn. Ok. Đồ, đồ và đồ. Chưa dọn gì hết. Được cái phòng này là nó hơi ok xíu là đã xếp được hết mấy cái giỏ lên tủ rồi. Cái này là cái chỗ vanity place cho Shane make up này nọ. Chắc thì Nguyên sẽ phụ dọn cho Shane cái góc này cho nó bớt bừa xíu. Nguyên cái bên đây là nguyên cái tấm gương để mình mặc đồ xong mình đi ra mình check in đồ. Cái này không phải là cái tủ hả? Ok, còn phía bên đây là nguyên một cái restroom toilet luôn. À, phòng tắm bathroom, chỗ này là sẽ tắm đứng nè. Tấm bồn ở đây. Cái góc này nó cũng không có được gọn gàng lắm nha Sen nha. Cái này là biết dọn một xíu là nó sẽ đẹp hơn nha Sen ha. Chỗ đánh răng. Và nguyên cái này là nguyên cái walk-in closet luôn. À, vẫn chưa gọn gì hết. Chưa có dọn gì luôn. Okay, cái này là sẽ để đồng hồ trang sức mỹ phẩm nữ trang ở đây. Vẫn chưa dọn gì hết. Hay lắm, chưa có dọn gì hết. Chưa có một cái gì xong luôn mà rủ qua làm cháo nhà, swap nhà các kiểu. Chắc dụ qua để nhờ dọn giùm mà chứ không gì hết à.
sách để trên quần áo rồi tùm lum đồ ngủ rồi đồ cho xem cái đọc sách nha mọi người. Mà mấy cuốn sách này là mua gần 2 năm trước nha. Cái lúc mà đi mua mấy cuốn sách này là đi chung với Nguyên nha, không biết đọc chưa. Mấy cái này là toàn mấy cuốn sách về business vừa hấp dẫn, nói chung là cũng hay, mà bạn Nguyên đọc chưa thì Nguyên không biết nha. Ok, ăn xong rồi thì bây giờ Nguyên sẽ đi tắm, Nguyên gội đầu. Tại vì Nguyên để tóc mái mà kiểu để dơ xíu là cái mái nó sẽ rất là bết. Cho bây giờ mình sẽ đi tìm khăn. Hồi nãy Trang có chỉ cho Nguyên là khăn nằm ở dưới, lầu ở phía dưới. Thì có một lầu thôi cho nên là Nguyên sẽ không đi bằng thang máy. Mình sẽ đi thang bộ nha. Ok, thì đây là phòng để khăn. Ok, thì cái này giống như là một cái storage, tiếng Việt là một cái kho, cái kho nhỏ để đựng đồ. Cái này là passport của mọi người ở đây nè. Khăn thì mình sẽ lấy, chắc lấy khăn này đi. Hôm qua mình hay xài cái khăn màu này. Đây là những bộ đồ mà mẹ Shen may, mẹ Shen rất là thích may đồ. Cái bánh răng, bằng cái ánh răng. Cái phòng kế bên, cái phòng kho là phòng của cháu của Shen. Cháu của Shen thì không có ở chung với lại ba mẹ Shen và Shen, nhưng mà mọi người vẫn xây cái phòng này để khi mà các cháu qua muốn ngủ vào cuối tuần thì vẫn có phòng công chúa để cho mấy bé ngủ. Khi Nguyên sẽ cho mọi người xem trong cái túi. Đợt này Nguyên đem qua để cháu nhà với Shen sẽ khác cái túi mà Nguyên cháu nhà với Ti cái gì như thế nào. Thì Nguyên nghĩ là chắc cũng khác lắm ha. Lần này thì Nguyên có đem một chai trà Nguyên theo. Tại vì Nguyên đợt trước tôi đã rút kinh nghiệm rồi ạ. Tôi rút kinh nghiệm cho cái đợt cháu nhà trước là lúc đó là quá sợ hãi, không dám đi đâu hết, không dám đi uống nước luôn. Cho nên là không biết cái đợt này như nào. Tại vì ba mẹ của Sen thì Nguyên cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà để bớt ngại, để bớt đi lên đi xuống nhiều thì Nguyên đem chai nước theo. Để có khác thì vẫn có cái mà uống vẫn có là cái laptop để làm việc. Và tại vì tôi cũng đã rút kinh nghiệm từ trước rồi ạ. Tôi đã rút kinh nghiệm. Cái khoảng thời gian mà sợ hãi không biết làm gì, ngồi trong phòng không á thì mình vẫn có cái để mình làm việc, không có sợ bị gọi là rảnh rỗi quá. Cái này cuốn sổ Nguyên để Nguyên viết linh tinh á. Giờ này hay viết mấy cái linh tinh lắm, đem theo để có cái viết linh tinh, viết giết thời gian. Một cái dây sạc. Cái này là cái pouch để kiểu có hết đồ cá nhân trong đây luôn. Cái này là mắt kiến của Nguyên, là tiếng Nguyên tháo lên xem Nguyên sẽ đem mắt kiến. Nguyên có đem lotion, nước hoa, những cái mà cần thiết để ngủ lại cho tối ngày hôm nay. Một bộ đồ thay nè. Cái kẹp này là của một bạn fan tặng cho Nguyên, hoa tai để Nguyên thay. Cái này gọi là cái sleeping spray, giống như là tối mà mình ngủ không được á, mình cứ cần xịt cái này trên gối là mình sẽ ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn. Cái này không phải là kiểu xịt để mình thuốc ngủ đâu, nó chỉ là có cái hương lavender thì nó sẽ giúp mình ngủ ngon hơn. Cái này là không thể thiếu luôn. Cái này là của Obagi. Nguyên bị mụn đầu đen á, mà xài cái này xong là hết, thật sự nó giảm hẳn luôn á. Hộp lên của con Nguyên này, lip sleeping mask của Laneige, không thể thiếu luôn. Quá ngấy khi kiểu quá nhiều bột bánh mì á.
Nguyên sẽ nghĩ là nãy giờ Nguyên dọn giúp Sen dọn biết bao nhiêu thứ trong cái phòng này luôn á, kiểu nó quá bừa bộn không thể nào chịu nổi. Mà nếu mà tối nay mà ngủ ở đây là phải dọn á chứ không á, thế nào mà phải bừa như vậy được đâu. Nguyên sẽ nghĩ là nếu mà Nguyên làm việc xong Nguyên sẽ làm gì thì ba của Sen rất là thích đánh golf, cho nên là chú có xây nguyên một cái sân golf ở bên ngoài lan bên này. Thì Nguyên nghĩ là nếu mà làm việc trên laptop xong Nguyên sẽ đi lên đó, Nguyên đánh thử. Tối nay thì Nguyên có order gà Popeyes cho nó nhanh và Nguyên quyết định là Nguyên sẽ đem lên đây ăn một mình. Tại vì ngồi ở dưới. Thì tuần tới là Nguyên sẽ đi Mỹ. Nguyên ăn Popeyes tại vì lần đầu tiên ăn Popeyes là ở bên Mỹ và nó rất là ngon luôn. Mấy cái buttermilk nó cực kỳ ngon mà kiểu nó béo và nó rất là juicy. Cái vị nó khác hoàn toàn luôn, cho nên là bây giờ tại vì thèm quá Nguyên kêu Nguyên ăn đỡ. Rồi tuần sau qua Mỹ mình sẽ ăn đúng cái Popeyes của nó. Cheers. Tại vì mình đang ở nhà Sen cho nên là mình sẽ mặc style đồ ngủ kiểu của Sen luôn. Rồi những cái bộ đồ bộ quần bông, rồi tay dài, rồi pyjama này nè. Nguyên sẽ mặc cái này. Đây là một trong những cái lần rất ít ỏi mà Nguyên mặc những cái bộ đồ giống như vậy. Không phải là nó rất là mát, ok, chấp nhận, nhưng mà cái họa tiết nè. Nguyên chút nào hết. Nguyên thích mặc mấy cái áo thun mà đi ngủ hơn. Rồi tại vì nhà Sen nha, mình sẽ đổi size nha. Chó mày hả? Không, mày là nãy giờ mày làm gì á? Ok. Mày đợi điều bất ngờ. Ừ, mày cũng không kể gì đâu. Nè, mày giống vô chưa? À? Mát lắm bé ơi. Hôm nay mày ngủ đang mình đó mày mời. Ủa, chó mày đâu? Hai đứa đâu? Mày định cho tụi nó qua bên kia. Wow. Bé. Vô ngủ với tụi nó đi bé. Cho đỡ sợ. Bé kịch liếm ở đường quê của chú. Của ai? Chú. Ở đâu? À, mày dục dưới đất không? Nãy giờ mi không có dám xuống nhà. Wow. Nhìn như khách sạn nhà bé. Ừ, khách sạn Shen's House. Mai Mai House and Shen's House. Đi ngủ với nha. Mai gặp nha bé. You too, bye. Giờ này buổi tối Nguyên hay manifest luật hấp dẫn. Thì hồi trước Nguyên có trong một cái vlog Nguyên có làm một cái luật gọi là 55 x 5, giống như là viết một cái điều mà mình muốn nó xảy ra 55 dòng trong vòng 5 ngày. Thì bây giờ thì Nguyên không có làm như vậy nữa, tại vì viết 55 lần đó, nó rất là tốn thời gian. Thì mình nghĩ là theo cái sự mong muốn của mình, nếu mà muốn đủ muốn đó, thì nó sẽ xảy ra. Cho nên là mỗi ngày Nguyên chỉ viết một trang thôi, giống như là một dòng đó. Nguyên muốn cái gì giống như là tôi là người tài giỏi đi, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình phải ghi nó theo một cái hướng giống như là nó đã xảy ra rồi và đang xảy ra. Giống như là tôi là như thế này, tôi giàu có, tôi xinh đẹp, tôi tài giỏi. Đó, mình phải ghi như vậy, giống như là dòng nhất tôi tài giỏi, dòng hai tôi tài giỏi, như vậy cho hết một trang giấy luôn. Thì mỗi ngày Nguyên sẽ ghi một trang.
bây giờ tối nay mình sẽ ghi một trang, nhưng mà mọi người nhớ là mình làm cái này á, mình sẽ ghi liên tục tù tì luôn cho tới khi nào hết một trang thôi, mình không được dừng lại và không có được nghe nhạc, cũng không được sao lãng. Ok. Hôm nay Đăng rồi mọi người đang coi là Đăng rồi. Yeah. Cảm ơn mọi người đã xem hết video cháo nhà hôm nay của Nguyễn với Shane. Vui lắm luôn á, ý là mình đây cảm giác bình yên á bé. Mình nghĩ bé là mình quậy lắm. Mình quậy lắm hả? Nhà vui im lắm luôn. Thế hả? Im lắm. Kiểu giống như là cái xe hay là con gì nó bay ngang qua cũng nghe. Đúng không? Ừ, tối là kiểu nghe hết luôn xung quanh. Còn nhà vui là 24/7 phải có tiếng xe nhà. Xây nhà. Ừ đúng rồi, công trình kế bên mà. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm nay của Nguyên.